Rồi, tay mấy chị em tay. Theo ông bà mình trước đây cũng có kể lại rằng ở đồng bằng sông Cửu Long chúng ta, cái vựa cá mà vào tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 hàng năm đó, thì từ ở Campuchia biển hồ sẽ đổ nước từ biển hồ đổ xuống dòng sông Mekong, là cá nó theo con nước mà xuống. Hồi xưa thì những cái bè gỗ mà hồi xưa chúng ta đây không có gỗ nhiều, ở Campuchia với Lào gỗ nó mới nhiều, người ta mới kết bè, tre bè ta cổ của trên là niền cái gỗ mà từ cả chục mét ra cây gỗ thật là to, ta niền xuống thả từ Campuchia với Lào về đây. Bây giờ đó không có tàu, không có bè, không có gì kéo, sức kéo không có, còn thô sơ quá, người ta mới niền những cái cây gỗ lớn thả từ Campuchia, Lào thả về đồng bằng sông Cửu Long, về tới đâu thì gỗ của ai thì nên xuống kéo vô rồi cặp vô bờ để dành tới sử dụng lúc nào thì chúng ta lấy gỗ lên xả gỗ ra để mà cất nhà cửa. Gỗ rất là lớn mà gỗ Việt Nam thì ít lắm, cho nên cá từ sông đồng bằng sông Long, từ biển hồ nó theo cái bè gỗ nó xuống từ tháng 7, tháng 8, chín nước đổ về mà nước nó đổ xuống đây, xuống đồng bằng sông Long mình ra Phù Sa rất là nhiều. Đó là mùa nước lũ không Tư? Mùa nước lũ nè, nước lũ là từ thượng nguồn nó tràn về đó không Tư? Nó tràn về. Như vậy là cái gỗ của Việt Nam mình ít mà từ Campuchia thì nhiều không Tư? Đổ về rất là nhiều. Là nó chảy tự nhiên theo dòng sông luôn không Tư? Theo dòng sông ta bè, ta làm che bè đó, ta cột niền nó thả xuống tới đâu thì vớt rồi đó, tàu đâu có kéo. Từ ở trên nguồn người ta mới kéo, voi ta kéo xuống dưới bờ sông đó, mình niền cái nước dâng lên nó thả xuống. Có nghĩa là không có cái tàu dòng như bây không giờ không Tư? Dòng như bây giờ có nghĩa là nước thượng nguồn nó đi xuôi một chiều, một chiều rồi người ta đóng lại thành bè, nó là nó theo dòng nước bè, là nó chạy theo nước đổ nhưng mà nước đổ nó xuống đồng bằng sông Cửu Long mình Phù Sa nó theo cá, nó theo cái bè đó nó xuống đây, rồi cá linh, tất cả các loại cá nó theo bè nó xuống. Cái người dân chúng ta mới xuống làm lưới vớt. Lấy vợt vớt cá con á lên thả để nuôi cá dồ. Tức là cá dồ ra bắt đem về nuôi, chứ không phải bây giờ như bây giờ mình nghĩa là ép đồ rồi nó xuống vớt đây là nuôi thôi. Vậy là hồi đó là mình cá giống là từ thiên nhiên không Tư? Tự nhiên xuống cho bắt vớt ra đem về nuôi cá giống. Bây giờ thiên nhiên thì không còn nữa. Không còn nữa. Mình phải bây giờ nhờ vào cái ép nhân tạo. Nhân tạo hồi xưa là xuống vớt lên nuôi cá dồ đếm, cá tra, những cá ở trên biển hồ nó thả xuống, chứ mình ở đây không có ép nuôi như bây giờ. Bây giờ là khoa học kỹ thuật rồi, không đủ ăn cho nên thả xuống, rồi nước nó dâng lên trong đồng đó. Hồi xưa là mình không có bờ bao, không có đê, cho nên nước nó tràn vào đồng, cá nó vô đồng nó sinh sôi để nở đẻ. Rồi cho người dân chúng ta xuống mà làm vớn rồi lưới rồi bắt cá linh, cá đi non đó bán ăn rất là ngon với bông điên điển. Tất cả những là ở Phù Sa nó đưa xuống, và cá linh là ở biển hồ xuống không, chứ mình không có nuôi như bây giờ. Còn ngày xưa đó con nghe nói là họ đóng đáy vô lòng sông, nhưng mà bây giờ đáy, không biết là cái đáy là sao không Tư? Bây giờ cái dòng sông bị nhà nước ta cấm không cho đóng đáy nữa, bởi vì tàu bè của mình giờ đông quá, đáy đóng dãy qua là một dòng sông đánh ra 3-4 cái miệng đáy, nước đổ gì đó, cá nó vô trong đó và mình chừng nửa ngày mà dở lên cá trong đó bắt cá. Cái từ đóng đáy thì cũng khó hiểu ông Tư, nó lỏng như là một cái lưới mà căng ngang cái sông. Căng ngang sông ra một cái miệng, 3-4 miệng đáy, từ rồi 3-4 miệng đáy nó đóng cọc giữa dòng sông nè. Do nước đổ vô cá nó theo cái đáy đó nó xuống, mình dở lên mà bắt cá. Nhưng bây giờ tàu bè mình rất là nhiều,
Dạ. Hồi xưa tàu bè không có, ghe xuồng cũng ít, cho nên người ta đóng đáy giữa dòng sông biển, người ta cũng đóng đáy, mà trong dòng sông nước ngọt này ta cũng đóng đáy để người ta bắt cá. Nhưng bây giờ tàu bè quá nhiều, nó cản trở dòng chảy và cản trở giao thông đường thủy, nhà nước cấm không có cho đóng đáy nữa. Với con nghĩ là con nghe mấy ông cụ ngày xưa kể là ngày xưa ít có cái ghe mà chạy chạy mà toàn ghe chèo không phải ông Tư? Chèo không, ghe chài. Ghe chài mấy chục tấn, từ mình nói là từ Hậu Giang dạ. Rồi dài xuống đây người ta chèo không, mà chứ không có máy móc gì hết trơn. Chèo dạ. Hai bên là chèo trống, chèo trống chứ không có máy móc. Mà con sao con nghe chèo thì con thấy là hiện bây giờ là những mấy người chèo mà buôn bán nhỏ thì ta chèo có hai chèo, mà ta nói là chèo sáu bổ tám bổ là sao ông Tư? Bây giờ nó ghe chài mà nó hai chèo, sao chèo nổi ghe chài à. À, cho nên là phải tám cái, một bên là bốn hay là tám chèo, chèo cho nó đi ra đâu quá. Có nghĩa là mấy chị bây giờ buôn bán thì họ một người ở đằng sau nuôi cái thuyền mà hai cái chèo là một người chèo thôi. Cái ta gọi là xuồng chèo. Dạ. Ta gọi là xuồng chèo, tức là một người chèo có một hai cái chèo thôi. Dạ. Còn xuồng ba lá thì bơi. Dạ. Còn xuồng chèo người ta chèo. Chèo là hai chèo hay là bốn chèo. Dạ. Ở trước hai người, sau hai người chèo. Chèo bốn bổ đó phải không Tư? Bốn người. Dạ. Tức là hai người chèo bốn cái chèo. Bốn cái bổ chèo. Cho nó chèo cho nó nhanh. Còn nhỏ hơn thì hai người, còn lớn hơn, xuồng lớn hơn phải có bốn người nó mới đi mới nhanh được. Còn ghe chài đang cho chở mấy chục tấn mà gạo từ Hậu Giang mà chở lên thành phố Hồ Chí Minh á, ghe chài là mấy chục tấn được mà. Dạ. Mà xanh bên hai bên là cái người ta chèo mấy chục cái chèo lên tới thành phố Hồ Chí Minh mấy ngày trời, cái tuần lễ mới tới chứ đâu có bao nhiêu. Hồi đó bây giờ là máy không, hồi dạ. Trước không có máy mình chèo không, cho nên trên đường bộ á thì nói là cái xe ngựa kéo từ Bình Thủy dạ. Xuống đây là con ngựa chở 8 người, bên 4 người với người lái này là 8 người, chở chiếc xe ngựa từ Bình Thủy xuống đây là 6 cây số. Dạ. Chỉ một chuyến đi chở mấy bà gánh mua gánh bán bưng á. Dạ. Xuống cái đầu dưới bến Ninh Kiều đó, đậu chỗ đó để cho bà con bán xong là 10 giờ 11 giờ là chở mấy bà về, có một chuyến thôi xe ngựa. Còn nói đây là máy móc là không có, mà đây mà nói là lúc mà chúng tôi còn nhỏ đó. À, có một người mà có chiếc xe đạp thôi. Dạ. Là cũng phải là ông cò hay là ông chủ điền mà có chiếc xe đạp. Còn nghe cá lương có nghe ông cò tàu hảo chứ đó không? Mới có chiếc xe đạp mà đạp, chứ còn mình là dân đi bộ không. Dạ. Muốn đi xuống cần ở Bình Thủy mà xuống Cần Thơ hay đi đâu đó mà phải 3-4 giờ khuya là làm cái đuốc á. Dạ. Cầm đuốc đi xuống tới dưới này. Dạ. Buôn bán vậy đó, rồi tới trưa là lộ bộ gì không có xe. Dạ. Lộ bộ không có xe. Cho nên là trong cái cuộc sống của người dân là lúc xưa cực khổ dữ lắm. Khổ nhưng mà trơn chất thật thà thôi. Không có sung sướng như bây giờ. Mà không có mua gian bán lận không thôi. Dạ, điện nó cũng là điện 110 mà nó ít, nhà thành phố có điện chứ, rồi nó trong dân nông thôn rồi không bao giờ có điện, sắp đèn dầu. Yeah. Đèn mù u dầu cá chứ không có điện như bây giờ, nông thôn thành thị nó giống nhau. Tại nó bây giờ dân mình giờ sung sướng quá, hồi xưa cả chú Tư là nghèo quá trời nghèo đi, thời lúc mà Nhật vô đảo Chánh đó. Yeah. Thì trên đầu là Chí. Yeah. Ở dưới là Rận. Yeah. Ở trong tấu ngủ là Rẹp. À, tất cả rẻ. Con người ta không có xà bông, không có dầu lửa, không có muối, không có thực phẩm ăn lúc mà Nhật đảo Chánh đó. Yeah. Thì người dân nó khổ quá. Yeah. Cá thì không biết bao nhiêu, nói cá lóc, cá trê, cá tôm, cá dưới sông nó không cần mua. Yeah. Cầm cần câu câu chút xíu hay lặn xuống mò một hồi là ăn không hết. Cho nên là cái trong đồng bằng của đông mình cá ra là rất là phong phú. Cá tôm ăn như vậy là thực phẩm tươi sống thì dồi dào nhưng mà lúa gạo thì hiếm không ta? Gạo thì cũng có một mùa thôi. Dạ. Chứ là người ta làm có một mùa Dạ. Rồi nếu mà người ta gọi rằng
trước khi em muốn làm một vụ, một năm một mùa đó, một cây lúa rất là làm 3-4 cái giai đoạn mà tỉa mạ, lấy làm là đất rồi tỉa mạ nó lên rồi mới nhổ mạ ra, rồi mới cấy dâm, cấy dâm ra cho mạ nó lớn lên rồi cái mới nhổ một lần nữa, qua cấy một lần nữa rồi 3 lần cấy. Ủa vậy không phải như bây giờ mình làm hàng năm là bây giờ mình xạ đó là nó cấy, tức là 3 lần, một lần là người ta cấy mạ, gieo cho cái mạ nó lên, gieo hạt đó, cho nó lên, rồi gieo hạt nó lên rồi mới đem đi phát ruộng cày cấy cho trâu, cây trâu nó bừa lên á. Rồi mình cấy cái vài cái dâm cho nó lên, cái bụi nó lớn lên, cái lúa nó lớn lên, lớn lên rồi mày cấy một lần nữa, xé ra được cấy một lần nữa. À, cho nên lúa mới gạo mới có mà. Con nghĩ là đó là lúa ngắn hạn không Tư, chứ mà dài hạn, dài hạn chứ ngắn hạn như bây giờ là trong bây 3 tháng là đâu cái. Đông 3 tháng đó, một năm có một mùa thôi. Cho nên cá tôm nó lên trên lúa nó đẻ. Nó đẻ trên lúa cho người ta gặp khăn tháng 10 này, nhà nào người ta cũng đào một cái rồi đìa. Ta đào cái đìa cho nó rộng chừng 5-7 mét vuông vậy đó. Rồi cá cái nó lên ruộng nó ăn, nó đẻ xanh xôi nở nở tới rồi tháng 10 tới 11 cái nước cạn nó xuống dưới đìa. Nó xuống dưới đìa. Đây người ta mới gọi là tắt đìa. Gần Tết nè, tháng chạp nè. Ta mới tắt đìa cá lóc, cá trê, đủ thứ cá, cá rô, cá sặc rằn, lương, rắn. Còn cá lóc người ta nuôi để dành Tết người ta nướng chui ăn. Còn một số thì làm mắm. Cho nên nhà nào cũng có cái đìa hết á, để cá nó dồn xuống dưới đìa để tắt đìa. Còn mình không có đìa, mình đi bắt hơi con nít á. Xuống người ta bắt trước, mình ở sau mình bắt là bắt ở làm sao, người ta bỏ mình bắt mà bỏ rồi bắt hôi đó, trong mình hôi cá bắt cá hôi đó. Ở trên người ta bắt người ta đem gì, còn mình bây giờ người ta thường ta có dùng cái từ là hôi của đó không Tư? Hôi của đó. Ta bắt ăn trước rồi tới mình hôi. Ở sau mình mò, sau có cái gì mình bắt con này. Vậy là chủ đề là bắt qua rồi. Ở sau mình bắt được thì mình ăn. Cho nên cá mắm là xưa mà đó sông Đồng Bằng Cửu Long này nó là phong phú lắm, ăn không hết. Tôm cá xuống sông mà lặn bỏ hôi là nó cá thiểu mà vô móc qua lưỡi câu, móc qua trái cái ké đó, thả xuống giật ké đầu ngựa đó anh ta, ké đầu ngựa thả xuống giật là cá thiểu ăn rất là ngon. Cá với sông ra không biết nhiêu, còn mình lấy cái thúng á, người ta lấy cái thúng, cái lấy cám chà cái đã thúng xuống, cá nó bu xuống nó ăn mà dở lên một hồi là ăn không hết, không cần phải đi mua, không có mua. Cá linh với cá thiểu, cá nhái, cá mê rổ, nó đủ loại cá ép, cá mè dinh, dưới sông cá lăng, đó là tôm cá. Hồi lúc con biết thì con cá lòng tông mương. Lòng tông mương là với con cá ngựa không Tư? Mà bây giờ hai cái giống đó con thấy cũng tuyệt chủng rồi. Tiêu hết trơn, bởi vì mình thuốc từ sâu chết hết trơn rồi. Ở dưới sông cá liềm kìm, cá nhái rồi đó, bây giờ không còn. Con cá mê rổ thì bây giờ chỉ nuôi thôi chứ ngoài thiên nhiên ngoài không còn không tôi. Có nữa, bây giờ cá mê rổ rất là hay. Nó lộ nó thấy trên này có con nhện nhện gì đó. Nó bắn té nước lên. Xịt nước lên đây con nhện nhện rớt xuống nó ăn. Nó săn mồi vậy đó không tôi? Nó săn mồi hay lắm. Cá mê rổ nó đẹp. Lộ nó đẹp. Mà sao nghe con nghe ngày xưa đó cá dầu cờ với cá hô đó không Tư? Là nghe nói sông cái mình là cá nhiều lắm Tư, lớn không Tư? Cá hô dùng mình thì nó ít lắm. Nó dùng biển hồ không Tư? Không, nó xuống ở dùng Long Xuyên, Châu Đốc, nó dùng người ta mới có cá hô, đi săn cá hô đó, đi đặt lưới cá hô là dùng An Giang. Dạ, có nghĩa là từ biển hồ nó đổ về tới đó. Nó đổ về nó ở đó, cái sông đó nó rộng. Ở chỗ sông kêu mình sông gì đó Dòng Nam không Tư? Dòng đó rồi, ông Dòng Nam người ta nói là ông Nam Chèo không Tư? Ông Nam Chèo đó. Vậy là ở đó là nhiều không Tư? Ông đó cá hô nhiều lắm. Mấy ông cũng xuống, mà xuống tới đây thì chắc nó ba trận bắt hết rồi. Xuống ta bắt hết trơn rồi. Với còn cá dồ á, là con cá dồ đếm.
mua cái dầu đếm mà bây giờ mình không có, còn mình chỉ còn cá tra không à, cái dầu đếm không có, cái dầu con đếm con thấy hình như con thấy là cá dầu đếm là hai bên cái ngạnh nó có hai cái quần đem phải không? Hai cái đem này nè. Dạ. Thì hồi xưa đó mấy ông chủ ông cả ta mới nuôi, ta mới bắt đem về nuôi đó, còn người ta không có ăn, con nào con nấy 5-10 kg, con nào nó lớn lắm, bằng đêm mới dậy đùng đùng đùng, người ta nói có ma. Nó ở nhà ông cả ông chủ có ma, bằng đêm này dậy đùng đùng, con cá nó bự lắm mà nó đói nó dậy lên, cho nên người ta cái ông chủ cả nghe nói về con nhà ta giàu mà ta đã có ăn, con nào nấy 5-10 kg mà ăn gì nổi, thả đem thả xuống sông mà con cá mà thả xuống sông rồi cái nước ở trên trên hồ trên này nó lại xuống dưới nước chảy nó chịu không được, nó nổ cờ lên nó xuống cả bắc cá con nào 50 kg. Ông nuôi trong ao thì nước trong ao nó đứng mà thả xuống nước chảy nó không sống không được, nó cũng nổi rồi là người ta xuống ta bắt. Bởi vậy sau này con nghe một số người kể là ta nói không nuôi con cá dầu đếm nó bị đếm, nó thành tinh đó, vậy nó vậy đùng đùng như vậy là gốc là từ đó đâu không, từ không phải nó thành tinh thiệt ha, người ta không ăn người ta không nuôi nó, bây giờ mất cái giống cá dầu đếm cá dầu đếm người ta cũng hớt với sông ra ta nuôi mà dân mình nghèo làm gì có những cái mương lớn đâu, dân nhà giàu nên mới có, nên mới thả ra nuôi mà rồi cũng cho ăn chuối ăn này kia, chứ không phải mình bắt cầu như bây giờ cho ăn chuối ăn tấm heo này kia đó. Như con nghe cha con kể lại là ngày xưa là đào đìa là mình đào bằng sức người không tư, sức người đâu có máy móc đâu có máy móc cơ giới như bây giờ, có nghĩa là mình dùng cái len, cái len nghe nói cái len miễn và cái len thùng gì đó không tư, không có len mình tự mình làm đó, là Mỹ là sau này hồi trước đây cái len tự mình rèn rèn lên cái cuốc tự mình rèn rèn nó rèn rồi mình đào, rồi người ta đâu có cho cái tả điền, những người mà làm thuê cho ông chủ điền đó là cái tá điền, súng mà là đào điền, mày súng là cả chục người ta đào đào cái đìa rộng lớn như này, rồi cá như này nó lên tháng này nó lên nè nó lên nó đẻ trên ruộng rồi này kia, rồi đó chừng tháng 11 mà nó mới xuống ở đó, cho nên nó khô hết rồi nó mới xuống cái đìa, nó gom cái lương rắn rùa tất cả cá sặc rằn cá rô cá rốc cá chê nó xuống dưới đìa, rồi tới rồi người ta đâu có máy đồng tác bắt tác gạo nè gạo cái đó là kêu gạo dai phải không tư, gạo ra 4 gạo hay là 3 gạo ở đầu này 1 gạo ở chỗ gạo bên hông gạo nó tác ông tư có một cái gạo là phải hai người đứng hai bên mới giật được, hai bên mới giật được, cầm cái tay ra thả xuống giật là coi như là mỗi một bên là hai cái quai đúng không tư? Giật giật đó là 4 chỗ. Là tát gạo sòng không tư? Gạo sòng. Là tát một sòng nó chịu nổi 3 sòng hay là 4 sòng? Cái đìa nó lớn. Có nghĩa là mỗi một sòng là một cái gạo hai người đứng hai bên. Hai bên. Đứng tát nước lên, rồi nước nó cạn xuống mới bắt. Cá dữ lắm. Vậy là ông tư kể cái thời đó là chưa có cái máy cu le. Không có máy đâu, máy cu le là mới sau. Mới sau này của Mỹ nhập vô đây ha. Của ai ha? Rồi Pháp cũng chưa máy cô le, vậy có Mỹ mới có máy cô le. Vậy là cái thời ông tư sống là cái thời đó là còn sơ khai lắm. Còn sơ khai lắm, chưa có máy móc gì hết trơn. Ta đi xe đạp không có đi bộ không à. Đi bộ mà từ 50 cái số thứ tư ở trong từ ở trong Miếu Ông Khoáng Châu đó là Bình Đình Thủy đó, đó là mà bẻ trái cây bưởi nè, rồi sắn măng nè, rồi bẻ dừa xuống thắng dầu dừa đó đội mà từ ở trong đó mà đội ra này cả chục cái số ra tới chợ rồi là sáng rồi để xuống mà không ai mua hết trơn, dân không có tiền mua, nghèo vậy đó không? Nghèo không có tiền mua, cả nó trái cây nhóc không ai ăn, trái cây không ăn không ai mua, nghèo chứ, nó không có nghèo vậy đó, đời đó nó nghèo dữ lắm. Cho nên là cái sự sống của dân mình bị địa chủ người ta ép bức, thế dù ông địa chủ đó có một năm 30 công thì ông đâu có làm, nó cho dân làm nó trúng mùa thì có tiền ra để đông lúa ruộng cho ông địa chủ, mà không có thì nợ ông năm sau trả mà làm có mùa rồi mình có con gái con trai gì đó ra đợ cho ông chủ. Đợi cho ông chủ ông cả nè, đợ ở đợ mà
Rồi tới ngày ông chủ ông cảm ngày đám giỗ đám quả vậy đó, thì đi ra phải tát mương, móc mương, đắp mương, chẻ củi trong một tuần lễ. Dạ. Với ngày đám giỗ mình ăn ở dưới, ăn nhà bếp không Tư? Ăn ở nhà bếp, ông chủ ông cả ăn trên ngồi trước, mình ăn với nhà bếp. Ông Tư là thời kỳ ông chủ ông cả nó có liên can với, nó có dính liền với bên thời thời Pháp thuộc không Tư? Cho nên lúc đó đó, cho nên Bác Hồ mới đứng dậy để cho kêu gọi nhà dân, người cày có ruộng phải nghe là đấu tranh với địa chủ, đấu tranh với gã bóc lột giai cấp, giai cấp. Cho nên Bác Hồ kêu gọi dân mới đứng dậy. Cho nên mở kho, những ông chủ cả có kho cả ngàn giả lúa, cả ngàn giả dây chài lại đậu xuống, đem giác xuống là công nhân có địa chủ kêu dân giác xuống chứ đâu có mướn đâu. Vậy là cũng ra chài xuống lúa là cũng bằng chèo, bổ chèo không chứ không có máy, không có máy móc vậy chèo đây. Cái thời đó là chưa có máy cô le nữa, là gì có động cơ, có chèo chống không à. Chèo chống lên tới thành phố Chứ mình lên những cái kho đó, mấy người ta giác ra nó xây xác. Ở tỉnh mình máy xây xác đâu có, ở thành phố mới có máy xây xác. Ủa sao bây giờ là hồi đó là con nghe có cái từ kêu là Nam Kỳ lục tỉnh không Tư? Thì bây giờ mình đi miền Nam là Nam Kỳ nè, Trung Kỳ, Bắc Kỳ, ba cái Kỳ Bắc Kỳ rồi Trung Kỳ, trong mình Nam là Bắc Kỳ. Mình là Nam Kỳ. Nó chia làm ba vùng, mình là Nam Kỳ. Rồi Trung Kỳ miền Trung đó, Bắc Kỳ. Ngày xưa sao có nói có lục tỉnh không Tư? Là bây giờ tới 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long lận. Mình chia. Ngày xưa nó còn ít tỉnh nha. Ít tỉnh. Bây giờ mình như phường của mình nhà đó là một cái làng lớn đó, mà về một làng chia là 4-5 phường. Nó chia. Cho đó là người ta có 6 tỉnh thôi. Rồi mình tới một chế độ cũ chia ra tỉnh. Rồi tính mình chia ra nữa thành nó nhiều tỉnh. Cho trước này có 6 tỉnh nè. Cho nên đó dân mình nghèo quá nghèo. Ở thành phố Cần Thơ mình đó nhà lá không, đâu có nhà lầu như bây giờ đâu, xe hơi rồi đó đâu có. Đó còn có cái hãng nước đá, hãng Berry đó, hãng nước đá, một cái hãng nước đá xài cho 6 tỉnh. BG là phải con cọp không Tư? Cái là bia, còn hãng nước đá. Hãng nước đá giờ ở chỗ ngang chỗ bảo tàng đó. Ở chỗ đó đó cũng hiểu BG luôn. Đây của hãng của Pháp mà. Coi như là cung cấp nước đá 6 tỉnh, không ai biết uống nước đá chứ, Tư còn không biết uống nước đá, dân không biết uống nước đá đâu. Vậy là cho cái dân giàu sang rồi, dân có nó cung cấp, không ai biết uống nước đá. Bây giờ nước đá ngày nào không có nước đá chịu không nổi. Bởi vậy ông Tư không bị hư răng bây giờ. Không có nước đá, không biết uống nước đá. Giờ không có tiền mua cây cà rem, cây cà rem cây, cà rem cục đây, cà rem cây, cà rem cục đây. Mà tiền thèm lắm không Tư? Thèm lắm, mà tiền đâu mua. Nít đâu không có tiền đâu mua, nghèo dữ lắm. Ngày xưa con nghe kêu cây cà rem cơ mà. Cà rem cây, cà rem cục. Đông quẩy đứa bán. Tại vì mấy cái tuồng mà ngày xưa người ta kể, ta đóng tuồng lại đó ông Tư. Ta kêu cà lem đó. Cà rem. Mình biết chứ ngày sao con biết được ngày xưa. Cho nên dân miền Tây mình nghèo dữ lắm. Cho nên đi ở trong vườn mà muốn điện thoại, nói chung là lên thành phố Hồ Chí Minh đó, rồi người ta đánh dây thép. Ra bưu điện ở thành phố mới có bưu điện, mới đánh dây thép. Đây muốn đánh thành phố Hồ Chí Minh gọi đâu phải đâu, rồi đánh dây thép. Chứ huyện hay xã đâu có không? Đâu có đâu. Ở nói là học sinh đó, ở học trường làng không à. Còn muốn nếu muốn tiểu học phải lên thành phố Cần Thơ nè, có trường tiểu học tỉnh. Rồi thì học tỉnh mới có tiểu học. Cần Thơ bên đó là tỉnh rồi phải không? Dạ, tỉnh. Đó bây giờ kêu thành phố đó là tỉnh. Dạ. Vô học trường tiểu học chơi ở học trường làng không à, không có như bây giờ trường trung tiểu học mới kêu là ông giáo làng đó. Giáo làng. Ngày xưa có ông giáo làng. Đây có cái trường tiểu học là trường tiểu học Cần Thơ và trường Phan Đình Giảng, hồi trước là trung học trường Phan Đình Giảng, Ecole de Colle đó. Chứ ở Cần Thơ mình có hai cái trường thôi. Dạ. Đó bây giờ mình trường
trường nữ, trường này, trường kia, đó, đó, đủ thứ trường mỗi... Vậy là ngày xưa là đặc trưng là trường Phan Thanh Giảng. Là Phan Giảng, ê cô này cô Lê, giờ là Phan Thanh Giảng. Dạ. Đó, trường với trường nam tiểu học, và trường nữ mới sau này mới có, chứ trường nữ trước cũng chưa có. Ủa như vậy là học có phân biệt nữ nam không Tư? À, có trường nam trường nữ chứ. Ủa không học riêng không chung như bây giờ không Tư? Học chung rồi đó chứ học chung hết à. Dạ. Nam nữ học chung hết trơn, sau này mới có cất thêm cái trường nữ. Dạ. À, bây giờ trường nữ bây giờ là cũng dẹp rồi đó. Dạ. À, có trường nam, trường tiểu học và trường trung học. Thưa ông Tư, hồi ngày xưa đó là có chợ nổi cái răng chưa ông Tư? Làm gì có. Làm gì có. Vậy là chợ nổi có cái răng có khi nào mới Tư? Sao có đời pháp thuộc này mới có này, bởi vì ở trong vườn bôn đạn quá người ta mới dồn gì dồn về đó cho nó bánh Trần Lê Bình đó, nó Lê Bình cái răng đó không Tư? Cái răng đó tại vì con có đi xuống cái bộ bia, cái chai bia chở cho Trần Trần Lê Bình ở của Pháp đó, có bộ bia chỗ ngay chợ Vinh quận bây giờ cũng dẹp rồi đó. Thành ra dân nó nghèo lắm, có cái cầu tàu, có cái cầu tàu dưới sông, giờ còn cầu tàu bây đó. Giờ nghe nói cầu tàu mà con cũng không biết địa danh cầu tàu. Cầu tàu cũng ở dưới cặp mấy sông nè. Dạ. Nè, tay gì đó mà nói là Minh Kích là giống cầu tàu bắn bỏ đó, người qua mà nói là họ người qua là người ta có cái hội người qua đó, nó người qua thì tay nó không bắn, mà Việt Nam mình nó Minh với Kích là nó đem cột tàu nó bắn. Minh là Việt Minh không? À, du kích á. Dạ. Yeah. Pháp là Pháp thuộc. À, Pháp kêu dân mình là Việt Minh. Việt Minh. Dạ. Yeah. Du kích. Dạ. Yeah. Đâu có chợ nổi. Bây giờ sau khi mà chiến tranh đời Mỹ đó, yeah, chiến tranh trong vườn người ta mới đổ xô ra chợ ra làm ăn buôn bán trong vườn, bị trái cây rồi mà trong bom đạn quá mới đem ra chợ nổi. À, có nghe là nhóm cái chợ dưới nước luôn. Dưới sông luôn, dưới xuồng rồi. Tập trung lên đó. Ta gọi khách thương hồ. Dạ, thương hồ. À, chở cây rồi ta chở lên bờ không có chỗ ngồi. Dạ. Lên trên thì phải có đóng qua chi. À, bây giờ đóng thuế không Tư? À, đóng thuế qua chi đó là không chỗ ngồi. Đó là cặp đó rồi những các tỉnh khác người ta lại người ta thấy để cái bẹo đó, yeah, để củ sắn khóm bắp cải người ta dòm đây muốn đâu để chèo lại người ta mua, yeah, người ta chở về các xã các cái đó là người ta kêu là bẹo lên cái xào đó, bẹo cái xào đó, cái bẹo có nghĩa là cái ghe nào bán cái gì người ta bẹo lên cái xào trên cái xào đó để người ta thấy ta biết cái bán gì ta lại lên mua. Rồi càng ngày càng đông như vậy là từ cái sau cái thời Pháp thuộc. Sao thời Pháp thuộc mới có. Sao thời Pháp thuộc là bắt đầu là dân thương hồ thì nói chung là chưa vận chuyển thì chỉ có ghe xuồng thôi. Ghe xuồng không, chứ, đâu có máy, chèo không. Chứ mà cái đường bộ bên xe thì nó chắc hạn chế. À, xe không có, bây giờ cái đường bộ của mình nó không có, giao thông đường bộ không có. Dạ. Cho nên hồi xưa đó là trước, đời trước nữa đó, theo cho cô Tư biết là thí dụ những cái đình mình á, dạ, là cất lúc nào cũng dựa mới xong. Mà quay mặt về hướng đông hết á, cho nên là tất cả những ghe hát gánh hát mỗi đợt muốn tới mùa tới ghé hát là cặp với mấy sông, có nghĩa là kể cả gánh hát ngày xưa cũng không có đi xe mà đi bằng ghe không, rồi ở từ ở miền Bắc vô cũng đi bằng ghe bầu. Dạ. Ghe bầu đó hồi xưa người ta gọi ghe bầu, miền Bắc ta đương bằng tre phải không ta, tre đó. Dạ. Ghe bầu hồi đó bà đi ra ngoài Quế, bà thưa kiện mà chồng bà làm quan đó, yeah, là đi ghe ra ngoài tới ngoài Quế ngoài đi mà thưa kiện với, từ miền Tây đi tới Quế luôn. Quế luôn, trời, con nghĩ chắc là mấy tháng luôn. Dạ, đi mấy tháng ra mà qua mãi chầu với vua là kêu quan. Chứ hồi xưa là không có máy móc gì. Ông Tư, cái đình vua ở Quế là bây giờ còn ta còn bảo tồn không Tư? Dạ, còn dạ, những cái nhà vua tập trung ở đó, nhà vua, các cả nhà vua đều có lăng tẩm của ngài ở đó. Lăng tẩm của ngài bây giờ vẫn còn bảo tồn. Vẫn bảo tồn, lăng tẩm của các nhà vua. Đời Nguyễn, đời sau này đồ vua Gia Long, đồ Khải Định, đồ đều có lăng tẩm ngoài hết. Lăng tẩm á. Mà hầu như con thấy là tập trung ở Huế là nhiều không Tư? Dạ, bởi vì đó là Huế là nơi đất thần kinh.
rất là nước linh, à, rất thần kinh đó, là kinh đô của người Việt Nam. Cho nên là những người ở ngoài đó, người ta tới là bây giờ đó là những người mà ở trong cung điện mà ra ngoài đó, cho nên là người có văn hóa đó. Cho nên là hồi xưa là vua chúa trong lăng tẩm là học hành rất là cao, là quan chức ở trong lăng tẩm mà làm vua mà già về hưu đó. Tới bây giờ này ở ngoài Quế dân trí thức nhiều, trí thức dữ đó. Còn mình đây học hành không có, trường lớp không có, cho nên là dân của mình là, nó là cái văn hóa cái dân của mình ở trong miền Tây mình không ít, còn ở ngoài là Quế là nhiều, những người ở trong triều đình nó ra học hành rất là những người làm quan ở trong triều đình ra, cho nên người nào cũng có ông Trạng ông này kia, ông ở ngoài triều đình Quế không à. Ông Tư, con nghe cái từ hương chức hội tề có nằm ở trong miền Tây mình không Tư? Thì ông chức hội tề cũng như là đình làng nè, hương quan viên chức là những người trong hương chức hội tề là ở trong đình, những người từ hội trưởng là trở xuống. Ông hồi xưa là ta kêu ông hộ trưởng, rồi chánh bái, bồi bái, rồi hương văn, hương lễ, hương nhạc. Thế ông, mỗi ông có nhiệm vụ, thấy là ông hộ trưởng nó coi hết rồi nè. Rồi ông phó hộ trưởng là ông hương văn chuyên môn đọc văn tế, hương lễ là chuyên môn vấn đề lễ lọc, lễ lọc ông coi. Ông đọc văn tế lễ lọc. Mà con nghe hồi xưa, hồi xưa đó là con nghe là cái lúc mà sơ khai thì chưa có chính quyền phải không Tư? Dạ, chưa chính quyền. Là có nghĩa là bây giờ cái đầu tiên là có cái đình trước nhất. Có đình trước nhất cho để cho mà dân làng đồ mỗi khi mà mở coi như là hội họp gì đó phải không Tư? Mỗi cái làng để có cái đình, tức là người ta khai phá chỗ để chỗ mà khai phá cái xung quanh này nè, cái cắt lên cái đình, đâu có làng xã gì đâu, chính là cái người dân mà làm rẫy làm ruộng, đem lúa ruộng đem vô đình, làm đâu mà ai mà có làm ăn gian dối gì đó, lên thề với đình, lại với thần. Bởi vì là cái đó cái niềm tin rồi đó, niềm tin ta tuyệt đối lắm. Thần linh là người đó gian dối, cho nên là coi như thần là cai quản trong cái làng đó, tất cả là những người mà làm ăn chân chánh là vô, mà nếu mà gian dối vô thề với thần. Bởi vậy có cái câu là trên đầu ba thước có thần linh rồi đó ông Tư, là từ cái nguyên thủy rồi đó ông Tư. Cho nên chú Tư hồi nó vô đây có mấy cái sự việc cũng như mấy cô bán mà chợ nè, cho mượn một hai dĩa vàng vậy đó. Giờ lâu quá rồi, tao trả rồi. Nói mày chưa trả, tao trả rồi. Hai người đem hai con gà vô. Đem gà vô. Nó ông Tư ơi, tôi bức xúc quá. Tôi trả rồi mà cô này nó chưa trả. Giờ con bẻ con gà con thề, đốt nhang quánh chuông lên cho con thề. Nói cho không ai dám bẻ, mà không ai dám thề. Người ta sợ không Tư? Ta sợ đó. Mà biết mà có trả chưa hay chưa trả mình quên đi mất. Đúng rồi. Sợ thần linh vỡ, cho nên người ta cũng không dám bẻ ổ gà. Bởi vậy là ngày xưa là cái niềm tin của người ta rất là tuyệt đối. Mà sau đây mới tiếp thu đây nè. Coi như là có hai ba vụ ông cán bộ. Ông đem nhem. Ông đem nhem. Cái tối hai ông bà đốt nấm nhang chạy vô kiếm ông Tư. Kiếm ông Tư mở cửa ra vô. Bây giờ ông thầy ông nó không có, ông thầy đi. Ông thầy đi, ông thầy không có hay không có. Có gì? Ông Tư ông đi bỏ con đi lấy người khác. Rồi ông cũng tôi nghe là bà đốt nhang giới thần ơi, thần thần quan hỷ nha. Có không thần biết rồi. Không dám thề. Mà vợ không biết là sao giờ. Nó bà thề đi. Nó ông thề đi. Thề gì thì không có, mà thề gì không dám thề. Cho nên trong cái sự việc hai ba vụ việc vậy, ông bà đeo vàng đỏ trên vô vậy. Bây giờ ông nó không có, ông thề với thần đi.
nó mấy thăm ra để ông bà chiếc chung á. Dạ. À, hai chồng vô thề đi. Ông nói thề gì đâu có, thề gì mà giàu dữ lắm. Dạ. Cho nên là muốn thề với thần linh không dám thề. Cho nên mình ở đây á, mình nói rằng bà con rất là tin tưởng rằng các vị thần linh sẽ có hiển hiện không ta? Bảo hiện. Dạ. Cho nên là những cái mà mình nói rằng mình không biết thần linh linh hiển như thế nào. Dạ. Nhưng mà người dân người ta không dám. Dạ. Không dám nói bậy mà người ta không mà dám. Mà cái đó thuộc về tâm linh không ta? À, tâm linh không. Tâm linh mình không có thấy được. À, nhưng người ta không dám thề. Dạ. À, cho nên là nhiều cái vụ việc mà vô đây là mình cũng thắc cười, nên không biết nói sao rồi. Thôi bỏ hai gà đó, cái gì gì khúc mắc là chạy vô cái ông Tư chém ông Tư cho là làm chứng phải không, làm chứng. À, những giờ những vụ như bà con gia đình ông già đi Campuchia mà chết ở bển. Dạ. Là không biết chết sống ở bển đây cũng bên đây đâu có biết đâu. Dạ. Nhưng mà sinh thần họ có chết rồi sống như cầu hồn ông về coi còn sống hay chết. Dạ. Rồi xin xăm xin keo rồi là nó chết rồi đó. Thì thỉnh thoảng người ta cũng lại người ta ba con chết ở bên Campuchia chứ không phải về bên đây. Dạ. Chết bên Campuchia rồi không có về. Dạ. Rồi có một số người là cũng gần đây con cái nó chết rồi mấy ông thầy ông má